sở trong tác tính lại phòng mẹ bình hỏng mới bình hỏng phòng toàn bứng văng chương trình quâm thay không đài truyền hình Việt Nam chương phòng mẹ bình hỏng hạc sườn bác sĩ bị có nhị đề cường văn hóa Việt Nam đầy thánh ó bị bắt nừng cầu hỏi sĩ xếp giảm nặng bón mọi quân dân Việt Nam phòng mỏng công đánh tâm buồn kình đơi rú mặn hà có bóng biểu cánh tàu hôm bên long hanh nhớ luồng cuồng từng chừa côn vài tạ bên chừa côn Việt Nam tặng gốc té mỏi côn mi trách nhiệm mi văn hóa mi luông chóng hanh hàng mử vài tạ bền bằng đơi mưa nạ nên trần văn hóa có hôn văn tạ bền luông hanh cuồng chờ mỏi côn neo nặn những bản làng heo hút nặng tuông phòng phú dùng bón mi lại nên văn hóa trên lang xung hỏi hay đại sáo hồ mết xung hỏi luôn bòm các vương côn dệt văn hóa quần cá mương tó la bon phá họt côn bứng phăng bưng hún ảnh trần ngam ma phòng làm đền phủ côn ma bưng bay khắp bay xe ma bưng bảng thế chiên lang vài sừng nhỏng nên văn hóa tràn đì khổng chừa côn Việt Nam nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Địa điểm này được xem nàng nhì đầy đủ là làng hơn hò cằn khổng hà xếp xí chừa côn bình hồng nàng nhì cùng lại bị cái ma cò khải ó lại bóng vỉa nhớ bốn sườn mượn văn hóa cho chừa côn Việt Nam dương khải ó bưng chương trình văn hóa văn nghệ khắp xe sổ sàm mà bưng đà vỉa núng ban họt về hiểm trừ các bánh khải nét văn hóa khổng chu chừa côn nơi đây cũng là địa chỉ đỏ nàng nì còn là bón vài xúc hỏi vòng cắp viền hồng bưng côn ngắm bùn văn hóa sinh viên học sinh ma vài sáo hù bứng le chấp năm chương trình bưng nghệ nhân nì cò khảm cài hàng văn cày số ma khắp xe bưng bay khắp bay xe chóng hanh hiểm trừ nên văn hóa của lại bì ma khi đến đây chúng tôi cũng bị cuốn theo những nghệ nhân chơi ma nàng nì xúc khỏi cò hình nát trà cấp mũ nghệ nhân giỏi trang cánh lại bóng vỉa đầy khải ó tượng nừng hát và văn rút tì hàng bì làng văn hóa chủ trưởng quân Việt Nam khải ó tó lại bóng vỉa sức nì cấp lại phồng lô lá cằn bưng múa nghệ nhân nì chơ ma té bưng buồn làng đắc cày sau cò lò bưng côn tánh tâm há phong văn hóa văn nghệ nàng cơ sở làng bưng châu sơn nì chơ táo ma địa phương sau cò xếp tàm búc chân nếu chưa triền bó hợp buồn lan bản hóm bưng chu bày khắp xe tè tè sức nì xúc khỏi cò hình lai há phong văn hóa văn nghệ cánh lại việt dệt lang tì nặng bưng bản nặng phòng tiền phu phòng miên trùng tây nguyên họt miên tây nam bộ câu lạc bộ khèn mông này cầu lạc bộ khen mông đầy tánh ó đó luôn trong hạp khổng xếp hà thành viên phân lại là dân mương thành địa phương bưng côn mi luông mặc muôn cắp xiềng ken mông trong hạp sáng cầu lạc bộ bưng thành viên có đầy sổ sàm ma hịt không trên lang khổng chừa côn mông cánh đầy bưng nghệ nhân triền bó ken cánh ỏm ken mông lò tàng nhạc hưng bì trên cái té lại chùa đơi ma báo xưng đại thiếu cuồng việt sinh hoạt chứng chành ma tín ngưỡng khổng chừa côn mông chạm và xin cuồng bước bị chạm nỉ vừa núng phan khổng nên văn hóa lại bò mè chừa côn mông có báo nhang cạt kiên cắp tàng nhạc nỉ cuồng bước mở lễ mở triềng cánh phiền chờ sò thật trao ai ai đang tập khen về chuồng hông mở hồi bác có gian lễ sáng lễ ờ y là câu lạc bộ khen mông nà lòng khòng bắc nằm bắc cạn xung khỏi đang tập tư chương trình xe khen mông hở mở lễ gầu tàu còn nặng bác nầm tỉnh bắc cạn xúc hỏi giáo hù ma bưng côn sán chỉ chăm và bùng kinh đơi xú biến thái lại ha và dần mức nặng nỉ nhanh hiểm trừ đầy bưng đen văn hóa chiến lang khổng chừa côn trầu cài bưng hún ảnh khổng bưng côn thảo ké
Chúng ta thì tổ chức làm cái bưng làn văn bưng lung mờ nỉ xung hao cỏ sổ văn ma lễ phở món đẻ má đẻ mua giao nhiệm vụ mong công hợp bản hồi đẩy xe lèo đi khỏi chi xào là việc đẩy mi hốc trai vét nhinh sòng côn tập cống tập còng làn hư khắp quăm khống khái cánh quam khắp báo xào làn hư đi xe cánh phở mon đẩy má đẩy mua đại bình là nhảy múa nhảy mặt nạ để cầu mùa cho chúng ta. Bài xe hún bài nà mày cái xiềng cống làng ngon lễ có mít hù sằng la khan con kẻ nành nỉ hà hù bài xe vi lang mon lò sắc quát vì sằng bài trừ hở vì quần côn tài sáu cần mi luông hanh cánh mi quyên cằm tó cắp bưng vì sàng chú cùng đôi kiền rú trong một số nghi lễ của người sán chỉ cuồng số bưng bằng lễ không có sán chỉ cò đẩy mi bay xe nỉ ỷ là bay xe xuất tỷ quan trọng núng ban họt việt dệt dần nhưng bỏ lại già cha cuồng gian nừng nặng nỉ cò bóng sủ bưng bay xe nỉ chăm và xin khai nỉ táo lung chóng hanh khổng bưng côn dệt nạp việt văn hóa bòm cắp dần mương địa phương cò đẩy tủng buốt lau cư dân cổ truyền bưng côn bằng chào nặng phòng tây bắc bòm dệt dần hai na hôm mi sòng tàng dệt khảo nằm cánh dệt hay quam trên lang khổng chừa côn tay cò và xá kình tòi vay tay kình tòi nằm mông kình tòi mười mọi chừa côn bòm như thì không tổng tràn cánh tê kình số lá cằn tà bền bưng lên văn hóa buồn sòn riêng trách tòa đờ chừa côn biển hồng lò mi lại nên văn hóa khàn chằn lá cằn nặng phồng pú sùng tây bắc côn tay kìn rú chằm bó nằm quầy pì xí mua trắng cả kiên các việc diệt hay hái na ha và đây kìn rú cò lông mồn hòm tục nò giai điệu dịu dặt xiềng khắp kiểu xiềng phí lê lăn dệt sòn khẩn nhà hạt lâu sườn báo la khòng đôi báo xào xiềng phí cò dệt chắc đàn cuồng mốc cuồng trờ vương đang xào mưa san si đàng mạ đối cấp trai báo chừa côn tay phí chính là tàng trường báo xương tờ đút thiếu đầy cuồng san sáo hù côn trào hạc sườn chơ mưa hòn hơn phủ xào phụ báo lưng ẩu bí ó báu vầy dệt sòn mốc mắt chờ phụ xào cánh phụ xào nằn cô hiền muôn cánh nát chờ chơ nghiên đẩy xiềng bí khổng phụ báo chào bí khổng chừa côn tay phổng mức lo đẩy dệt té vòng mài nừng xiềng bí muôn và báo muôn bằng sớ côn dệt già xưa là việc dệt liền bí đẩy ầu mưa lầu nhường vàng nhường đi xiềng bí mo và báo có bằng sớ bỏng bí vàng và nà hà bỏng mày mất dệt bí có hà xa lại vừa và đẩy khẩu mưa ầu tẩm bá trắng mít mày dệt đẩy bí neo nỉ leo sủ tàng mai nỉ xiềng bí cò trắng mo ló tức là nôm na cái tiếng của dân tộc ấy là mình tự sáng chế ra đấy gọi là ló âm thanh của bí ló là nỗi niềm xiềng bí báo hừn cò ép vào ma hồ chờ khổng phù báo ép và rú phù chào côn trào hạc sườn mi chơ xiềng tắm xiềng sùng lại côn và hìa xiềng bí nhường muôn hư côn hẳn nhường mi lại hùa chờ mi bạc hanh xưa
cùng với những tiếng hát giao duyên, tiếng pí, bòm cơ bưng xiềng kháp tóp, báo xào, xiềng pí, xiềng ken, phủ trai đào trăng, mưa, sàn mày tó, có đài lại nòng xào, lướt le xưa. Kiền rú nặng phồng bú sùng, sớt nằn chừa con tay, té chào, cò hủ sù bưng tàng mày tó. Vầy sàn bền vững tàng trường, chuồng hong đê kiển rú hàng mở. Như mây để làm quai, nón vảnh rộng, đó hay đơm. Sử dụng nguyên liệu là cây giang, cây nứa. Bò mè chừa côn tay, cò sủ, mày, le bê sương ngài, ha và cò dê xa sút tì. Rất mỏng để tiết hoa, tiết các họa tiết trang trí. Hoa ban vẫn nở trắng sắc trời Tây Bắc, trở thành bó bàn khai đón búng tùa chủ phòng Nao Pu Tây Bắc, có cực bền luông trần ngam, trứng mài hà phủ quân nàng nỉ, quam khắp tay mi khót, hỏi bì le bó bàn khai, cò nhanh le kình, mỏi mua bó bàn, xương tướng tuổi nóng xưa. Đối cấp dân hương phòng Tây Bắc, lần xưa là đối cấp chừa côn tay nàng điền biển, bó bàn báo dân to là tàng bó tràn ngam, mi lông hanh quan trọng đối cấp đê kỳnh rú khổng bò mè, nhăng lò tàng bó trứng chành hạt nên văn hóa, mà tàng cam kỳnh. Mú ở nàng phủ nhanh chừa côn tay, lân pít bó mắc hải nàng chờ. Tàng phát kình, cánh chế biến bền lại cam kình bồn son, suốt tỷ chẹp, cánh kình ngai, bưng thuồng bó bàn đón. Đối cấp chừa côn tay, có cực bền bưng cam kình chẹp, lá lườm, làng chơ biết bó bàn mắc hơn, sau chi biết ảo bó. Sau đó vỏ nát, lèo nừng khừng, áo lông, vảy khổ nằm, lẳng nằn, áo mơ nhì nhòng, muôn ó, lèo chế biến, bền, bưng cam kình té bó bàn. Xương bó bàn, canh cắp tiền mù. Do cách chế biến cầu kỳ, những món ăn từ bó bàn cò đầy cắp nhớ mù cánh chụp kình cò chẹp lại bờ lương chế biến vương cam kình té bó bàn trắng đầy con tay nành kiển biển lừa vài hơi khé. Sàn tăng mưa sáo hà bước lên văn hóa trên lang có bùa sung khỏi mưa họt phổng đình trường sơn quảng phấn lằng bằng xuân trinh sau chiến tranh cuộc sống khó khăn bùng kình rơi xuống nhưng còn lại già cha tha và bò mè nàng nỉ cò báo lươm xìa xiềng cống xiềng gọng xiềng than tà lừ dần mai một trong nỗi niềm đau đớn của những người già. Lại nên văn hóa trên lang cỏ từng dàn một lùi xìa cuồng lông quân lò không muốn quân ké vương bay khắp bay xe trên lang khòng chừa con bà cô cỏ xương chuốc một lùi xìa tòi bì bườn xuân trinh người chơi nỉ cỏ đầy bính nương cánh tùng pua bưng côn chó gừng luôn mặc một nằn chính là bưng cuốn lan thành niên cón thì mi sàn trúc hợp chiến dịch vẻ đàn mưa nặng bưng xềm tang trường sơn bỉ sơn bưng côn ké nỉ cò lưng của tay chào bưng tàng nhạc trên lang cánh tói nhạc soi gừng chớ rằng xiềng bòm xiềng đàn bưng xiềng nhạc đầy tói cá tinh cưng cò tròi xếp hanh hở bưng chụp mú đàng rú nàng thả trần chóng hanh khút tang về đàn cò lộc bổ sơn ca sơn phú đầy tánh ó cốc kén là bưng ở nòng phủ nhinh bà cô mi tuổi sùng lèo sinh hoạt tòi nhăm tựa nưng là việc quan trọng không cầu lạc bộ lò tập tư hợp buồn lan bản nhóm vương bay khắp bay xe
tăng sòng sổ giảm cấp cằn mà bưng bay khắp mớ tế nàn bỏng cằn tợp tư cánh mà bè bay khắp bay xe trên lang cuồng tháo xỉn sửa trên lang bò mè cỏ mặc muồn cấp bay khắp bay xe khổng trầu có nỉ sau cò cửa đầy lang đi cuồng vịa bùa khảo nằm cam kình mà ống chuồng hóc nà trần hư khai nỉ sau cò cửa đầy lang đi cuồng sàn yên han xung hỏi xếp tạm khảo mưa giảm nằm phòng tây nguyên bón mi lại nên văn hóa trên lang cánh mi lại trường mi xương chi chuốc lươm la cánh một loài xìa tưởng hương mô nhường mử nhường báu hiền mi nàng bưng bón phẳng miền khổng bò mè chở côn tây nguyên nên văn hóa buồn giòn nỉ có từng gian chuốc một loài xìa nghệ nhân cất giọt nào rú nàng thanh phố Pleiku tỉnh Gia Lai có hiền đầy khủ nỉ tòi lung nừng cuồng bưng cốc bài xê thở tưởng hương mô nỉ nhường mử nhường một loài ăn chính là tàng trường vầy xíu cò báu mi lại côn xíu tưởng nỉ cò ké bưng lan nóm hư cò báu mặc muôn cắp nghe nỉ có mi cài xàm xít bì dệt nghe nỉ lằng lại tựa đầy mơi ma nằng làng văn hóa chủ trở côn nghệ nhân cơ sở nào có quyết định khai lớp bó giòn hở bùn lan bàn hóm trắng cần kỳ tựa to xíu con nghệ nhân nỉ cò dệt lèo tưởng nặng mỏi xềm lại chính vầy khẩn hơn bò mè chở con sờ rài lưng bồng núi mất tàu nừng áo mài dệt đầy to xíu đi chăn tòi bò mè và bồng núi mát tàu nặng nỉ cò chiếc bò lại buồn mày hở trước hơn cách thành phố Pleiku gần 200 km. Số đắc thành phố Pleiku cháo họ sòng hỏi cây số lớp ép tập trường mày hồng côn ê đề cò đầy khay ó có nể sàm pì lung y thim cán bộ trung tâm văn hóa hồng tỉnh Đắk Lắk cò ó xà khay ó trực trao bó sòn chỉ bó cò xương trường tông bổ trường mày cò mi cá đổi quần biên chế khổng măn lần chơi mi tế chết họt cào khẳng trường mi chơi trường mày nhăng khửn họt sao khẳng tàm tòi nạp việt sủ tuần nừng sàm buổi tinh cưn làng chơi đúc quần nạp việt lung y thìm có bòm các nhóm thành niên tập tư tập trường cài bì bườn nhóm thành niên nỉ cò nhường mử nhường tiến bộ cánh đầy mơi bày biểu diễn nặng thành phố bó có nặng vương địa phương cuồng gian lễ trông mưng bạc hanh lễ báo hù chăm và báo lại rằng ha và số ngân nhàn đầy cò tròi chuồng hong đôi kỉnh rú hàng mử tiếp tục đến với giải đất miền xung hỏi xếp tàm mức họt nàng phòng nằm đìn miên trùng ninh thuận nàng nỉ cò mi lại lôm cánh tét nàng nỉ bò mè chừa con trầm quầy bì xí mua còng hằng sớ phà cổ nà sớ đìn vùng kinh đê xú vân hải trắng bằng sớ vị sơn dần hài na bờ sông hẳn dần mưng chừa con trầm còn lưng tiền chừa sớ vị sàng thánh thơn y là bưng bóng vỉa cuồng bưng bằng lễ lễ nỉ đầy chấp năm nặng làng bình nghĩa huyền ninh hải hàng bì dần mức nặng nỉ có khai ó bằng lễ nỉ tòi nham chăm và bùng kinh đê rú nhưng quả lại dạ cha ha và sầu cò sáo hù cánh mi lang môn mà bùng kinh đê rú tràn đi xưa tò bưng bóng về đại khai ó cùng vàng lễ có tròi chừa con trầm trầm chứ họt bảo bớn làn cam khổng trầu
ngoài các vị thần như thần biển, thần mưa, thần mây, còn có các vị vua, hoàng hậu có công được dân làng tôn kính. Trong hạp bằng lễ sò phồn nàng bưng ba tù nằm bể mi tục po chức sắc sữa tuần sáu bà là môn bưng chức sắc sữa tuần sáu bàn hi y là nên trần văn hóa bồn giòn cuồng bằng lễ sò phồn nàng bưng ba tù nằm bể vừa cài bằng lễ cò trứng chành luôn cả kiên mặn cạt của chờ ca sàn cuồng nạp về tuần sáu chửa côn. Giống như người Chăm, người Khmer ở Tây Nam Bộ cũng có bế dân con Chăm, con Khmer nặng Tây Nam Bộ có mít lại bằng lễ cạt kiên cấp lễ dễ dần hay na hàng vì nàng phòng mẹ nằm kiểu lòng phòn nương xiềng bát nô mùa muôn mẹ nằm lại luôn khảo sờ có tủm tôm hở buồn kín đôi rú hồng sơn mức nặng nỉ trách té kỷ chùa đôi ma nửa xương cỏ o hanh trong hạp sớ vàng hồi khánh bài hưa có mít lại hịt không chút bà vang có xương một lội xìa ha và vịa khánh bài hưa có nhắc đẩy chữa con khờ mè hiểm trừ mặc muôn luông mặc muôn này có đẩy phá cài từng khẳng hưa con khờ mè Tây Nam Bộ nhang mi nghệ thuật khắp xe suốt tì bồn giòn cuồng bưng ngồi chùa mi lại lên văn hóa trên lang sức nỉ bưng côn ngắm bùn có hồ ma lại tàng trường vầy bày nạ mi hún tổ linh tổ quàng tổ mạ hát và té hừng ma bưng tàng trường nỉ có cực bền trường vầy bốn báo nhăng đầy sủ họt mọi phòng kinh xú khổng chừa cốt gập hè báo sức tờ đút thiếu đầy hơn chua bón cống sơ phật bón phá khòn lũ bảo bướn làn căm nhang là bón hiểm hiền bức nả sử bàng trào là trung tâm văn hóa bó sòn cuồng phong kín bón rú vào hoa tăng văn hóa để hiểm trừ mặn cạt sức nằn con khờ mè có mít lại gù ngài đi vầy bính khay nghệ thuật sưng rô băm rủ kê họt khay xe rủ kê rô băm có những đầy trước bó sòn và những thầy cô giáo ở trường đại học Trà Vinh. Lần xưa, mũ nóng khách nì có báu bồng chờ họ tàng khắp xét nì, côn tờ mặc muôn hứa trắng sáo hù. Những vở diễn dù kê, mà sau này sẽ là các bốn cổ khác đang có nguy cơ. Bỏ dân tò bưng bay, xe rủ kê. Bưng vở diễn rủ kê, làng nì có mít xương chút một lùi xìa. Ảo xiềng nhạc trên lăng, sân khấu trên lăng, khẩu ép nặng bưng trương, y là cách luôn quan trọng, vầy trên báo cáo ảng, cánh bó sòn luôn mặc muôn, khu hùng nà mát tà, của trời hiểm trừ các bánh khay nên văn hóa trên lăng, cuồng lát nóng. Nặng sân khấu huân chương khổng trước đại học Trà Vinh, đang chấp năm luôn bùn nghỉ. Hượt họt sình phiền, sáo hù, mà bưng nên văn hóa trên lang. Giáo dục truyền thống văn hóa cho các thế hệ sau này, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.